Thưa quý vị, thiên nhiên ban tặng cho thành phố Đà Lạt những thắng cảnh tuyệt mỹ và nhiều điểm đến tham quan hấp dẫn. Mỗi hoạt động trải nghiệm ở đây đều mang đến cho du khách những cảm nhận rất riêng về vùng đất ngàn hoa này. Chính vì vậy, trong thời gian gần đây, mỗi đơn vị hoạt động du lịch trên địa bàn đều luôn phấn đấu để mang đến cho Đà Lạt những hoạt động trải nghiệm tham quan đa dạng và lý thú nhất dành cho du khách khi ghé thăm. Và những trải nghiệm băng rừng hay chinh phục núi cao là một trong những tuyến đường dài dành cho những du khách yêu thích sự khám phá, muốn thử sức mình với những cung đường tuyệt đẹp. Nào mời quý vị cùng chúng tôi ghé thăm những khung cảnh tuyệt đẹp đang được các bạn trẻ yêu thích nhé! Những ngày đầu hè, trong cái tiết trời oi ả, du khách vẫn thường đổ về Đà Lạt để tìm kiếm những điều mới lạ tại nơi được mệnh danh là thiên đường du lịch. Du lịch Đà Lạt để bằng tạm quên đi những bộn bề, lo toan thường nhật và hòa mình trong những cung đường tuyệt đẹp đã được tạo hóa khéo léo ban tặng. Đặc biệt, các cung đường băng rừng với những ngọn đồi, thảo nguyên xanh mướt sẽ là điểm nhấn khiến bạn trở nên mê đắm với những khung cảnh của nơi này. Hiện nay, cung đường trekking Tà Năng – Phan Dũng là một trong những tuyến du lịch được du khách yêu thích bởi vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng và những dòng thác ven cung đường. Mỗi góc cảnh trong chuyến hành trình khám phá thiên nhiên ở khu rừng Tà Năng đều mang lại cho du khách những cảm nhận thú vị về sự hùng vĩ của thiên nhiên trên mảnh đất Nam Tây Nguyên. Được biết, khu rừng Tà Năng thuộc huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 60 km về phía nam, đi xuyên qua ba tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận. Nơi đây nổi tiếng với những thảo nguyên xanh mướt vào mùa mưa. Điều đặc biệt, đây là một trong những tour trải nghiệm để bạn rèn luyện sức khỏe và nâng cao ý chí chinh phục sự bền bỉ của bản thân. Trekking Tà Năng Phan Dũng là một trong những tour trải nghiệm mới tại Lâm Đồng, được thiết kế dành cho du khách yêu thích cảm giác khám phá và vượt qua những cung đường ngoạn mục mà thiên nhiên mang lại. Đến với Tà Năng để bạn cảm nhận rõ hơn về thiên nhiên, con người và cuộc sống của người đồng bào nơi đây. Mỗi khoảnh khắc đều là một trải nghiệm khó quên trong chuyến hành trình của bạn. Em cảm thấy chương trình này rất là vui và bổ ích vì nó đã rèn luyện cho mình được sức khỏe, sự bền bỉ. Và cùng với đó thì tụi em cũng biết được một cung đường mới và gặp được nhiều người bạn mới ở nơi này. Thì em thấy chương trình này nó khá là hay. Em đã nghe nói đây là cung đường trek đẹp nhất Việt Nam nhưng mà thật sự thì vẫn chưa tin, nhưng mà tới thật khi mà mình tới đó thì mới thấy là quả thật là không hổ danh tại vì nó rất là đẹp. Thật sự thì cái hoạt động nào em cũng thích hết, đặc biệt nhất có vẻ là leo núi tại vì là chinh phục được ngọn núi mà mình chưa biết bao giờ và giống như là vượt qua bản thân mình vậy đó. Thì cái tiếp theo nữa là mình đi mình giao lưu với nhiều người ở những người đồng bào ở đó, rồi mình học hỏi được nhiều thứ từ những người đồng bào. Đứng với một cương vị của một công ty du lịch mà theo mình về cái cung Tà Năng Phan Dũng thì cung này rất là đẹp. Trong tương lai mà công ty mình sẽ khai thác cái tuyến Tà Năng Phan Dũng thì bên mình sẽ muốn là nâng chất lượng dịch vụ khách hàng nhiều hơn khi đi, tại vì cái cung đường Tà Năng Phan Dũng là cái cung đường mà tạo sức bền cho du khách. Thì khi đi họ muốn là có, khi mà tới đi các điểm thì họ muốn là thoải mái, nghỉ ngơi hơn về cái thứ nhất. Cái thứ hai là về cái độ an toàn. Thứ nhất là có thêm một bên y tế để hỗ trợ cho khách hàng, và có thể là bên kiểm lâm họ sẽ cùng với lại bên đơn vị du lịch để hỗ trợ khách hàng khi gặp những tình huống là không xấu xảy ra. Hiện nay, cung đường trekking Tà Năng – Phan Dũng là một trong những điểm du lịch đang được các đơn vị đầu tư khai thác nhằm phục vụ du khách yêu thích sự trải nghiệm mới lạ khi đến với thành phố Đà Lạt. Dự định trong tương lai, nơi đây sẽ mang đến cho du khách một điểm dừng chân thú vị với những cảnh đẹp của núi non, sông hồ
và đặc biệt là cảm giác chinh phục đỉnh núi cao hơn 1.500 mét khi đến với vùng đất Nam Tây Nguyên.